Ô, số 3 đừng mời nữa, bay đéo thì xa thế. Đúng rồi. Rồi qua resort. Bay vào khu resort chuẩn luôn. Cứ bay vào resort cho tớ. Không phải sợ. Thôi chết mẹ rồi. Tớ nhầm rồi các cậu ơi. Ôi bạn bay chấm nhiều quá thành ra tôi nhìn loạn hết cả lên anh em ạ. Ôi giời ơi. Chúng nó xuống trước rồi. To vào so cân. Không sao cả. Tôi sẽ cố gắng nhảy xuống, yên tâm đi bạn. Tớ sẽ vào trong khu resort với bạn. Tớ sẽ không để bạn cô đơn đâu. Số 2. Không phải sợ. Ok, và chào các bạn đã đến với series chơi cùng với cả người lạ tiếp theo, số tiếp theo của Tuấn HC nhá. Hôm nay thì mình sẽ cùng với ba người bạn ở đây rồi luôn trải nghiệm game bay này mà nó đứng ngay đây. Chơi cùng với cả người lạ. Đó. Để xem là ba bạn ấy sẽ cho mình một trận đấu như thế nào anh em nhá. Đó, ba bạn này đều mở mic hết và bây giờ đã là tầm cũng khoảng 5 giờ sáng rồi anh em ạ. Tự nhiên mình lại lẩy ra một cái ý định là series chơi cùng với cả người lạ sẽ bắt đầu tầm này là hợp lý. Tầm này thì anh em cầm tạm khẩu Tommy Gun sẽ gọi là ít online hơn. Đó, ít người biết mình hơn. A hi hi. Đi đi đi, tập trung lại đi anh em. Nghe thấy tiếng bên này rồi anh em ạ. Mình sẽ đột nhập từ phía trên cao anh em ơi. Đó. Trời ơi. Có mà rời biết luôn. Mỗi người đi đầu ấy. Ui, dưới nhà đông thế. Đây rồi. Trời ơi. Thần Linh ơi. Các bạn ơi, cover me. Hộ giá, hộ giá. Hay lắm. Độc hai. Cái gì đây? Cái gì đây? Ui dồi ôi, hết hồn con chó sồm anh em ạ. To quá. Lứng quá, lứng quá. Cái gì đây? Đang, còn bạn đang chơi làm sao lại nứng? Chìm chá. Còn. Tôi biết là còn rồi, nghe thấy tiếng rồi. Cẩn thận đấy, nó đang nấp đấy. Ủa, nó đâu của ta? Ủa? Nó ở đâu nhỉ? Nó qua này, nó qua này. Tôi nghe thấy rồi mà. Tôi tìm nó đi, đi lên, À, hình như nó ở trên, nó cũng trên nóc anh em ạ. Sao không nhảy lên này, trời đủ. Đây này, nó ở đoạn này này. Nhảy ra này, surprise motherfucker. Lớp sau cửa đúng không? Hí. Hí. Không có à? Ủa? Trốn ở đây đúng không? Không có luôn. Có một thằng thôi mà. À đủ. Giết nó. Giết. Đúng rồi, trời ơi. Mẹ. Có mỗi một thằng thôi mà nó quay cả team anh em ạ. Nó quay quay quay. Thằng này chạy tốt đấy. Còn ở đâu ấy? Tôi nghe thấy tiếng bên này này. Đằng sau. Tôi nghe thấy tiếng bên này các cậu ơi. Mà cầm khẩu Tommy Gun luôn. Còn đứng ở đây này. Mũ ba này. Mũ ba. Chưa lia đâu. Vẫn nốc thôi. Mày như đây chỉ là một con boss thôi anh em ạ. Nói chung boss hai người thì cũng một mạng cho Tuấn HC. Nghe vẻ ba bạn này được đấy. Cá tính phết, thấy mình đẩy cái là cũng đẩy cùng mình luôn. À, trận này sẽ bắn ca đi. Nó game này tôi thích bay từ ngoài vào. Bay từ ngoài thì làm sao mà có cái cuộc liên hoan nó thú vị như thế này. Thế thì tập bắn sớm đi bạn ơi. Phải bay vào trong này, à, liên hoan mới sướng. Kể cả bay sau cứ vào. Khu resort là một khu rất là đặc biệt luôn anh em nhé. Có thể các bạn bay muộn hơn một chút, nhưng mà các bạn lệch ra người khu này, người khu kia. Chẳng team bạn bay vào khu bên này thì mình bay vào khu bên kia thì nó sẽ rất an toàn. Nó không khoác với ở bot cam. Bot cam thì các bạn bay xuống sau thì dù có nhảy khu nào kiểu gì cũng chết thôi. Nhưng mà resort thì khác. Ở trong resort mọi thứ đều có thể xảy ra hết. Bán nữa này. Đẩy ngu là sẽ phải gọi là phải đền tội anh em ạ. Đâu rồi? Em ai cần bán của bốn tôi nhận này. Cho tôi đi ông ơi. Được rồi, mình sẽ chat lên để gọi là đồ cũng đủ đấy. Để là bạn ấy chú ý. Chuẩn bị đi chiến thôi. Ơ tụi ở đây ông ơi. Tôi tìm lại ông vừa muốn. Ui tốt thế. Ê ơi. Ngay đây. Đúng là một người đồng đội gọi là lý tưởng. À, đây rồi, cảm ơn ông nhiều nha. Một. Ông ơi, đưa tôi. Ui giời ơi, ai đớp Jill, ai đớp Jill.
skin súng cái ba lô kiểu gấp. Trời ơi, dăm ba cái skin okay này mà. Rẻ đấy mà. Đi đâu tìm mà. Quay cái được luôn à. Mình phải cảm ơn bạn cái. Ông này là ông hay làm clip đúng không? Ông nào? Tôi chết rồi. Xong này tôi cây ca chứ biết ăn lấy được. Chú ý một cái. Từ từ để tôi thử check lại xem. Thôi. Có phải là ông Thuần HC làm clip không? Tôi là fake ông ơi. Thôi tôi mình báo chữa ngay. Trong nhà nhỏ này nãy trong nhà này nãy có cây ca chứ biết ăn lấy. Đây K98 đây. Ông cần tôi cho. Mình fake. Mình là fake. Trong nhà này có cây ca mà. Trời ơi, ông kia ông vẫn đi tìm cây K98 ạ. Cây ca ai lấy rồi? Đây K98 đây, tôi có cần gì cây ca đâu. Đây, tôi cho ông ấy luôn này. Đó. Ra đây tôi cho. Ôi ơi. Đâu rồi? Ông nào xin? Ô, có người các cậu ơi. Có liền. Ui trời ơi. Mặc bộ hầu gái này chắc chắn là... Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng các cái bạn đẹp. Đã quay trở lại với channel của Bắc. Cái đẹp. Có người cả. Bật luôn video của mình. Cái đầu vào phòng. S-P-N Tuấn HC. Chuẩn con mẹ nó luôn. Chuẩn con mẹ nó luôn rồi. Hỏng rồi. Ông cứ lên YouTube có Tuấn HC. Ông làm clip bung mà. Ông bắn điện thoại à? Ông bắn iPad. Hỏng rồi. Tôi phải ra nghiêng người trêu các bạn ấy mới được. Mọi người trước đâu cái máy quay xem là AK giận thanh luôn kìa. Trời xem là cái to quá. Quà đi là nguyên team luôn. Trời ơi. Cuối cùng thì vẫn bị lộ anh em ạ. Đậu phộng ông kia thú tính thế. Tôi làm nước. Còn bật luôn cả lại. Cả V-Rip tôi lên ạ. Đậu phộng. Dã man. Ok. Từ bạn tôi làm nước khó. Ghê đấy. Ghê đấy Jerry. Wow. Yêu ơi bắn đi. Mày nhá. May mà không bị gạt đấy. Tôi làm miếng nước cái mà, đâu bạn đâu ấy. Ôi trời ơi. Tôi cứu ông ấy đi. Được rồi, tôi sẽ vào tôi cứu ông. Nào. Có cần bom lửa hay bom khói không? Nặng cái điều ạ. Sao ấy, đau bụng à? Đến ngay à? Ui, có tiếng. Không có. Ơ. Có tiếng đấy các ông ơi. Ui. Rồi. Giật mình. Ôi trong nhà có người. Còn có người. Tôi kiên súng. Đấu phóng. Chơi đủ anh em mẹ em thuốc xe nó kinh đấy. Team mình bắn được đấy. Team này bắn hổ báo đấy. Trời ơi. Sao lại chửi đối thủ thế? Giết được người ta rồi lại còn chửi người ta nữa. Thôi nhá. Ngay đi trước khi có muộn. Đi trước khi có muộn. Ông bắn chết mợ người ta rồi, ông còn bắt người ta suy nghĩ nữa, ông bựa vờ lờ. Ý, băng đạn này. Tuấn ơi, ông đang bắn vui là ông đang làm clip á? Đã bảo tôi là fake rồi mà cứ hỏi nhiều thế nhở. À, xem nào, nhìn ông đi, đầu tư ác quãi. Ôi kìa, gửi các bạn. Con kìa. Được rồi. Còn bao nhiêu tớ phơ hết, các bạn yên tâm. Để tôi. Enemies ahead. Đẩy luôn nhỉ. Đẩy luôn chứ, sợ gì. Quăng cho bạn vào hòm rồi té sang hướng khác này. Đó, tốt 1 rồi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn tí bị bắn chấp bật lờ ở đấy rồi ngồi đấy mà chắc chắn. Em đằng sau. Ủa, nó đi đâu rồi? Bắn tí xong lại thôi ạ. Đâu? Ui, cái đẹp trả luôn. Ồ, đúng rồi. Hết hồn à. Ui, mấy thằng, mình phá mấy thằng, mấy cái mũ ba đấy. Mấy con thằn lằn này sợ, đáng sợ thật. Mình phá không biết bao nhiêu cái mũ à. Dã man con ngàn. Hết hồn con cho sồn. Ok. Tất cả anh em sẽ được lên clip. Các ông yên tâm đi. Chuyện mình em cho vui bạn. Ôi bật mic lên nó lại không hay ông hiểu không? Nhận ra phát là giờ không chát nữa luôn. Để mình chôn các bạn đấy. Nhận hàng gì? Xóm mình đang ngủ các bạn mình ơi. Là người, con người mà. Đúng rồi. Hàng xóm mình đang ngủ. Tại cả lòng. Nói bé các bạn. Chuyện mấy nhà mấy câu vui mấy khi được bắn với người nổi tiếng mới mấy khi cái gì lên xe này lên ô đủ à
Như vậy là bạn này giống mình đấy, cũng không thích đi xe à? Thích đi đi bộ săn người à? Ok. Xe đẹp đấy. Ừ, ông này đầu tư gắt vãi. Xe trong Royal Pass mà, đầu tư cái khoái đúng gì. Đúng là streamer thật, đầu tư gắt giống mấy thằng kiểu bốc bốc biết đấy. Bốc bốc á. Ờ đấy. Tớ đâu có giàu như bốc bốc đâu. Ủa, cái đi, trời cái ơi. Người ra, người ra. Người nào? Tôi quăng bom. Tôi quăng bom thôi. Đúng kiểu streamer giống mấy thằng bốc bốc biết đầu tư gắt thật. Nào, trời ơi. Streamer. Streamer buổi tối stream. Buổi đêm thì làm clip, buổi sáng đi xách vữa, làm gì có nhiều tiền mà đầu tư bóc bóc. Tôi chơi game này tôi chưa biết nạp tiền kiểu gì ạ. Ông có nạp không đưa tôi, tôi nạp tôi tiêu hộ luôn cho này. Ở nhà đóng cửa nào này, tôi nghi vấn. Trời ơi. Một streamer nghèo và nhỏ nhất Việt Nam như mình mắc mã ra tiền. Đây, đưa tiền đây tôi tiêu hộ cho. Qua bốt cam đi. Qua bốt cam nào. Có bot đi, ờ, có chơi bạn. Ừ, sắn gì, dăm ba cái resort bot cam. Có người các cậu ơi. Hay quá. Kìa, bắn chạy, chạy, á đủ. Ở trong nhà có người. Chạy, chạy này, chạy này. Chạy bằng mắt. Đó, các bạn khu trên bắn. Có tiếng, 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 có tiếng. Đây rồi, ui, nhanh vậy. À, tem bắn gắt. Dã man luôn đấy. Ui, tem này bắn được đấy anh em ạ. Bắn khá tôi là hiểu ý nhau. Một mạng. Bắn đâu chưa? Vẫn còn, vẫn còn. Từ từ, ngồi canh nó đi, ngồi canh nó đi. Chắc chắn đồng đội nó sẽ đến đấy. Cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Wow, anh em vừa triệt ở khu nào đấy. Đấy thấy, xác nó còn đang ở trong nhà này. Mũ ba, mũ bủng, các kiểu con đà điểu này. Tem bắn gắt vãi bạn. Tắt cái này đi nhìn cho nó dễ nào. Cuốn hết đồ. À, gốc cây nhá. Rồi rồi rồi, thò ra. Đi qua bot đi. À. Enemy ahead. Một thằng đang nằm này, một thằng ở gốc cây bên cạnh nữa này. Ủa. Chạy 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 chạy. Ok, để mình quăng cho bạn quả khói nhá. Đấy, thêm quả nữa này. Không cần sờ mốc đâu. Thôi, cứ sờ mốc cho an toàn. Nhỡ nó giết bạn sao? Để ấy thôi. Để một quý. Cần tắc vô anh ấy. Hãy tin tôi. Ô, thấy ok rồi, ngon. Trời ơi, giờ ông kia ông vẫn có đam mê tìm ca hả? Ok, 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 mọi thứ sẽ là ổn thôi. Trời ơi. Tôi chưa bảo nha. Rồi, may nhá. May mà nó không gạt đấy. Nó mà ủa gạt nó coi mẹ như là lên luôn được hết tiền nhận luôn mấy con chó rồi. Trời ơi, sao lại gọi địch là con chó? Cứ bình tĩnh. À nó ngoài bo, nó ngoài bo, nó ngoài bo. Đừng nóng nảy mà dễ ỉa chảy. Đúng rồi đấy, nó đang ở ngoài bo mà. Nó chỉ quanh quẩn ở quanh đây thôi. Cứ bình tĩnh. Cứ củ từ rồi khoai nó cũng sẽ nhừ. Rồi nóng này là dễ ỉa chảy. Đâu anh em? Hổ báo là chỉ để lột da thôi. Nghe vẻ như là các bạn ấy đang hâu lại rồi. Các cậu ạ. Đâu? Quăng quả sớm mốc đây để cho gọi là che cái tầm nhìn chúng nó ở bên sườn cái. Không nhỡ đâu có thằng móc bên sườn cái là không hợp lý ngay. Ủa? Ông nào bắn cột thế? Nhà nhỏ nào bạn ơi, ping được không? Mình chả nhìn thấy cái nhà nhỏ nào cả. Mình toàn thấy nhà to thôi à. Đâu, nhà nhỏ đâu? Tôi cũng chưa nhìn thấy đâu. Tôi nhìn được tôi chết liền à. Khó nhìn thấy mẹ luôn á. Cái gì đấy? Ui dồi ôi. Ông ấy bắn vào thân cây gỗ nó bung ra làm tôi mừng hụt à. Em chết bò. Đây nhìn ở đoạn này này. Ở bên này không ai nhìn à, nhỡ nó móc thì sao hả các cậu? Nguy hiểm thế nhở? Kiểu team nào mình cũng giết lẻ lẻ còn một thằng ấy. Cho nên là kiểu này dễ bị chúng nó kiểu cam đến gọi là tận cùng ấy. Tận cùng của nỗi nhớ. Em có biết là gì không? Chạy sông à? Là một ngày... Một viên, hai viên. Ồ, ồ. Sao tôi không nhìn thấy gì? Ông này tránh ra. Let's go. Tránh ra. Đây. Hai viên trúng rồi. Rồi ok, đẩy ra luôn này. Let's go. Đi.
đi săn người nào. Ui, húng chó đấy. Ui, team này được đấy anh em ạ. Phong cách bắn hợp với mình đấy. Trời ơi, quá hay luôn. Một thanh niên người Nhật đã bị tiêu diệt. Hay quá. Nái sừ. Cẩn thận, nhìn ở trên đồ đi các bạn ơi. Hình như là... Ôi, chuẩn rồi. Cẩn thận bạn ơi, a đù, đầu kia cũng có người luôn. A đù, bọc. Cái đẹp trả lụa, bắn trúng đúng thủ viên ạ. Mù hết cả mắt. Ông nào đây, ông nào còn bật nhạc đây. Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy. Lặng lỡ yêu thương nên anh cứ nhớ điều ngọt ngào nhất. Mời gắt ông bạn gắt điên rồi. Mày úi. Hôm nay mình thấy kiểu gì vậy. Ông kia tắt cái nhạc đi, tắt ngay cái nhạc đi. Ông giết người à. Ôi đi con mẹ đầu trên bờ nó tắt. Lại DKM cái gì đây. Đâu em anh ơi. Cái mồm à. Cẩn thận đấy, cẩn thận Đức. Bơm máu lên đi Đức. Ok. À, đi con mẹ lên. Lại á DKM. Máu thì không bơm lên cái đầu phó ông Đức này. Cẩn thận, cẩn thận. Thôi sao. Đen xì rồi. Yếu. Ông cứ DKM địch trong khi đấy thì ông không bơm máu lên cái đậu phộng. Khó rồi. Bị kẹp rồi. Còn ba thằng bây giờ một thằng ở trong rồi, nhà, một thằng đồi, ở con đá. Đỏ, một thằng ở chỗ một chỗ ở trên kia nữa cơ, mình còn không biết vị trí nó đâu cơ. Đây rồi. Cái đẹp. Vậy không được luôn. Ngu người. Ui vậy như thế mà không được nhỉ. Bực mình ghê. Gớm. Hay to khá mà. Nguyên cuối cùng thì lại được anh em ạ. Nào ra đây con hợi này. Ra đây cứu bạn đi. Ra đây cứu bộ. Không được nhỉ. Được rồi. Được rồi. Ui tay to. Nó là dễ anh em ạ. Ui tay mình bé. Confirm là tay mình bé nhá. Nhìn bắn đã thấy đứng. Đi chết đi. Bố kia sinh ở giờ nào mà cứ đứng vậy. Hở ra là đứng. Đẩy cùng kìa bạn ấy, đẩy cùng kìa. Không biết là giới tính chim hay là bươm bướm mà trước này mình đứng vậy. Đâu rồi? Thanh niên này. Thì mình bắn xong chạy đâu mất tiêu rồi. Bò làm gì? Bắn cái mạch A nha mày. giọng mấy hôm nay cay cú nghe buồn cười vãi cả trưởng luôn ấy, thề đáng yêu mờ lờ. Rồi để tôi đi săn nó cho các cậu, chỉ việc trốn thôi, săn người cứ để tôi. À đây rồi, trời ơi xem lửng nha. Được rồi, đừng bò trống nghe bạn. Cố lên bạn ơi cố lên. Nó ngó nghiêng nhìn tôi này. Ngó nhìn cái gì. Kịp. Hép. Chumina. Ui hay thế. Thôi một trái là đủ rồi. Thôi. Tiếp làm gì. Cẩn thận đấy. Làm hai trái luôn ạ. Ôi pha này cứu dậy cái là mình té luôn. Ui té quyền vào bo cái đã. Rồi bơm máu cho anh em ạ. Vào bo rồi kiếm chỗ bơm máu. Em lấy cái top 1. Ok. Vì sự giúp đỡ của bạn số 3 vừa rồi, mình sẽ cố gắng lên cho nó top 1. Ông Tuấn. Sao? Ông kia ông ấy cánh hết. Tuấn C à? Để lên YouTube search thử ra nhân lúc chờ đợi. Trời ơi, search làm cái gì? Ông lại bật loa ngoài lên đấy hả? Ui. Hay vậy. À đây rồi. Nhìn, ông ơi. Nhìn... Bên đùi đã nhìn thấy. Ow. Thằng này bắn hay vậy. Mẹ rồi. Đau quá cậu ơi. Ô máu à. Trời ơi, bung mất giáp rồi. Hỏng hình. Chết rồi, khó rồi. Khu nhà còn không biết có người hay không cơ, nhưng mà khu nhà ngoài bo rồi cho nên chả liều mà chạy vào trong nhà làm gì cả. Ui nó đông thế. Giờ bắn nữa khu thua. Đẹp.
Cái gì bắn đi. Đấy, nó lại gọi MKS chứ. Mạng đấy của tôi mà. Nào, khó ra đây, khó ra đây, khó ra đây, khó. Áo, 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 áo. Úi, á. Nào, bắn thêm phát nữa, xem có vỡ đầu không. Đấy, giả. Giả bộ một tí. Lấy cái vị trí góc cao cao lên tí xem có bắn được không nhỉ. Góc này vẫn chưa đủ cao anh em ạ. À. Áo, cái gì đấy. Áo, áo, áo. Ôi, bên nhà có luôn kìa. Ui, bên nhà có lại khó rồi. Ui ôi, lại bị kẹp rồi. Mình, team mình có đúng một hòn đá ạ. Khó rồi. Ngay bờ tường của nhà có. Tôi hiểu. Nghe giọng, nghe giọng này vui à. Tí lá, mời vô chơi cùng. Cái gì? Chơi cùng rồi, thằng bên kia chết rồi. Chỉ chơi một ván thôi. Còn bên nhà. Chơi nhiều, hàng xóm ngủ, cứ ngồi liên thuyên, hàng xóm thằng chửi đấy. Má đúng cái tên này rồi. Cách gì nữa? Không có ai anh em ạ. Tôi không sợ cái thằng ở bên này, tôi chỉ sợ cái team ở bên này thôi. Dễ dãy lắm. Giờ còn không nhìn thấy vị trí của chúng nó đâu có cơ. Rồi, nhìn tí chạy bò trống quá, phải sờ mốc. Tôi đã không còn sờ mốc nữa chứ, trời ạ. À. Cầu mong bạn kia bạn còn thôi. Kìa, nó chạy kìa. Vướng. Một pha hơi vướng rồi. Má. Xấy ngu người quá. Xấy ngu người quá anh em ạ. Sau này kiểu mình bị cuống rồi hay sao ấy. Xấy quá, ảo quá. Gốc cây sao? Gốc cây to sao? Định làm gì đây? Coi là ngày nó chạy qua này. Định làm cái gì đây? Ấy rồi nha. Trời ơi, Tuấn HC bây giờ đã là một... Cả mọi đằng trước, mặt đằng trước các bạn. Nó là một sự gọi là khắc bọt rồi anh em hiểu không? Cứu. Vẫn còn có ý định cứu nhau này, vâng. Còn thằng trên đồi cuối cùng. Ồ, chỉ còn một người thôi à? Ui, thế thì nó lại là dễ anh em ạ. Cầm súng cháy bạn. Nó ở đâu, À, nhìn thấy nó rồi. Nó chạy bò mà. Chạy đi. Ui, thế mà không chết à? Thôi hai anh em đẩy qua đi. Được, không đừng đẩy. Tôi sẽ đến cái cây này để tôi đáp bom sang. Đáp bom sang là hợp lý hơn. Rồi giờ sẵn cốp lên mà này, không cần chấp cho luôn. Hay da. Ui, xong luôn rồi. Ok. Vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi, nhảy thôi. Và như vậy là mình đã hoàn thành một trận đấu top 1 với những người lạ và mình thấy ba bạn người lạ này bắn khá là hợp với phong cách của mình và ba bạn ấy cũng khá là vui tính. Còn các bạn thấy sao về những người lạ trong trận đấu này cùng với cả Tuấn HC? Hãy comment cho mình biết ý kiến ở phía dưới của video clip này. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.